XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của X-Channel. Từ lâu nay thì người ta vẫn thắc mắc rằng không biết thương hiệu đồng hồ nào đã cho ra đời những chiếc đồng hồ vạn niên đầu tiên trên thế giới. Nhiều người đồn đoán cho rằng đó là Patek Philippe với mẫu 97975. Điều này thì chưa được xác thực, nhưng điều ngày hôm nay tôi muốn nói đó chính là việc Patek Philippe mới cho ra đời thêm một chiếc đồng hồ nữa của dòng đồng hồ vạn niên tại Patek World 2017. Chính là chiếc đồng hồ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, chiếc 5320G. Bắt đầu với xe mặt, chiếc đồng hồ này sở hữu xe mặt khá là nhỏ 40mm và toàn bộ phần ngoài được làm từ một khối vàng trắng duy nhất. Tuy nhiên được làm đồng nhất từ một khối vàng như vậy nhưng khả năng chống nước của nó vẫn chỉ khiêm tốn đến mức 30m và người ta vẫn thường nói đùa là chúng ta hoàn toàn có thể nhấn chìm hàng tỷ đồng Việt Nam chỉ bằng việc rửa tay nếu chúng ta không cẩn thận. Mặt số thì màu kem ngà khá là ấm áp, tạo cảm giác cổ điển. Thế nhưng điểm đặc biệt của nó chính là dùng chất liệu sơn mài để làm mặt chứ không phải bằng men như nhiều dòng đồng hồ khác. Trên mặt số nếu chúng ta để ý cũng sẽ thấy có khá nhiều chi tiết, ví dụ như ô lịch tháng và ngày nằm ở vị trí lúc 12 giờ, góc moon face ở vị trí 6 giờ, ở ô bên phải thì báo năm nhuận và ở bên trái là báo ngày đêm. Và tất cả những thông số này thì đều là lịch vạn niên, có độ chính xác rất nhiều năm. Cọc số thì được sử dụng đan xen giữa các chấm tròn và số Arab. Tôi nghĩ rằng nếu sử dụng số Arab với một chiếc đồng hồ cổ điển như thế này có phần chưa hợp lý. Nhưng mà điểm chấm tròn thì chúng ta sẽ thấy có những chất liệu phát sáng. Và những chất liệu phát sáng này được đồn đoán là sử dụng chromalite của Rolex. Không biết rằng là Patek Philippe có sử dụng một công nghệ của Rolex hay không, hay họ đã sử dụng một công nghệ khác của bản thân mình. Máy sử dụng cho một chiếc đồng hồ vạn niên thì đương nhiên cũng là một điều rất thú vị. Đây chính là cỗ máy Calibre, cỗ máy in-house 324SQ do hãng tự sản xuất. Trước đây thì tất cả những chiếc đồng hồ vạn niên của Patek Philippe đều sử dụng máy 240Q, sử dụng một micro rotor. Thế nhưng với máy 324SQ thì đã sử dụng một full rotor theo đúng thuật ngữ của nó, làm cho cỗ máy trở nên mạnh mẽ hơn. Cỗ máy này thì bao gồm 367 chi tiết, có độ dày là 4,97mm, tần số dao động là 4Hz và những chi tiết quan trọng của máy thì cũng đều được làm từ vàng trắng. Vậy với một chiếc đồng hồ có sức mạnh khủng, vẻ ngoài đẹp cũng như đến từ một thương hiệu quá danh giá như thế này thì giá trị của nó sẽ là bao nhiêu đây? Chiếc đồng hồ này thì đang được định giá trên thị trường quốc tế là 82.800 USD, tương đương với khoảng 1,7 tỷ Việt Nam đồng. Các bạn nghĩ sao về một chiếc đồng hồ có size mặt rất vừa với cổ tay của nhiều anh em Việt Nam như thế này? Liệu các bác có đủ sức để chinh phục nó không? Hãy để lại comment bên dưới về ý kiến của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của X-Channel. Các bạn đang theo dõi X-Channel, kênh review đồng hồ số 1 tại Việt Nam. Để cập nhật tất cả những video mới nhất và vô cùng hấp dẫn này của X-Channel thì hãy nhấn vào nút subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.